Xin chào quý vị và các bạn, Thảo Anh rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên báo Lao Động. Và sau đây như thường lệ thì Thảo Anh sẽ cập nhật tới quý vị thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì thời tiết cả ba miền đều nắng ráo và nhiều nơi ghi nhận nắng nóng nhiệt độ cao. Dự báo phía Đông Bắc Bộ ngày mai tiếp tục tăng nhiệt, người dân sẽ cảm giác khá là ngột ngạt do miền Bắc mới vào giai đoạn chuyển giao sang mùa nắng nóng và nhiệt độ cao nhất khoảng từ 29 đến 33 độ C. Về đêm thì nền nhiệt giảm xuống khá là mát mẻ. Tuy nhiên dự báo sang tuần tới thì khu vực này sẽ nắng nóng diện rộng và nền nhiệt tiếp tục tăng, có nơi sẽ nắng nóng gay gắt. Còn khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nền nhiệt còn cao hơn cả khu vực Đông Bắc Bộ nữa. Từ ngày mai thì những khu vực trên có khả năng sẽ xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt, có nơi thì đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất thì trên 35 độ C. Còn ở khu vực Nam Bộ đã nắng nóng liên tiếp nhiều ngày nay rồi và ngày mai có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi thì trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45 độ C và thời gian nắng nóng nhất trong ngày thì khoảng từ 12 đến 15 giờ. Cơ quan khí tượng đã cảnh báo là nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Dự báo thời tiết trên biển chưa có dấu hiệu xuất hiện những hình thế nguy hiểm. Ở quần đảo Hoàng Sa thì sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ và sóng biển cao khoảng từ 0,5 đến 1,5 m. Còn ở quần đảo Trường Sa cũng dự báo sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 3 đến cấp 4 và sóng biển cao khoảng từ 0,5 đến 1,5 m. Còn trên đất liền, từ ngày mai thời tiết cả ba miền phổ biến là nắng nóng, người dân cần có phương án phòng chống say nắng say nóng, hạn chế làm việc và lưu thông ngoài trời vào lúc cao điểm nắng nóng trong ngày. Người dân cũng nên tìm hiểu để biết cách phòng chống và xử lý tại chỗ ban đầu đối với các trường hợp say nắng và say nóng để có thể hạn chế rủi ro trong mùa nắng nóng. Thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của Báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị cùng với những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo được phát sóng vào 19:30 hàng ngày trên laodong.vn.